Vâng, đi bên thân ông xin chào toàn thể quý vị các bác. Và ngày hôm nay, ngày 6 tháng 10 năm 2023, em lên video giới thiệu cho các bác một siêu phẩm máy cưa xích Nhật bãi nhá. Con này máy cưa xích Nhật bãi nha các bác. Con này con cưa tay cụt, hàng sưu tầm nha các bác. Bác nào đang tìm kiếm những con máy gần như mới, chưa đổ xăng, chưa sử dụng thì đây xem một lượt sự chọn khá là phù hợp nha. Họ tầm giá lại vừa phải nha. Con này thì giá 2,5 triệu, báo giá luôn. Con này 2,5 triệu nha các bác. 2,5 triệu nhưng mà mới đến 99% nha các bác. Đây em sẽ chứng minh cho các bác thấy độ mới của nó như thế nào. Lô này thì em về còn hơn 100 chiếc mà được duy nhất chiếc này là gần như mới nhất, tách ra luôn bán cho các bác. Con này con cưa tay cụt nhé, con cưa này là cưa tay cụt, con này là con cưa tay cụt TUB, mã nó là ES3035 nhé, số series nó là 034957, made in Japan nha các bác. Đó, thông số kỹ thuật nó có đầy đủ đây, ES3035. Dung tích xi lanh của con này là 30,1cc nha các bác, trọng lượng là 3,4kg. Nếu mà cân cả lam xích thì con này tầm 4kg nhé. Dòng này thì về cơ bản công suất sẽ khỏe hơn những dòng cưa tay cụt của hàng mới trên thị trường. Hàng mới trên thị trường thì các bác đa phần chỉ mua được hàng cưa cụt Trung Quốc thôi, mà giá của nó cũng khá là cao rồi. Cưa cụt hàng Trung Quốc bây giờ các bác mua hàng đập thùng thì nó cũng rơi khoảng tầm giá 1,9-2 triệu hoặc hơn 2 triệu thì mới xài được. Còn 1,3-1,4 triệu thì mua về cắt củi linh tinh thôi, cắt 3 hôm vứt máy thôi. Còn xài được thì cứ phải tầm 1,9-2 triệu trở lên nếu mà hàng Trung Quốc các bác mua. Còn con cưa này con cưa Nhật bãi nha. Giá báo luôn 2,5 triệu, mới 99%. Đó, để các bác thấy, có thể thấy đây, chuông nồi nó này, bô này, sơn xiếc của nó nguyên zin nguyên bản nhá, em không có sơn lại nhá. Đây, lớp inox của nó này. Đây, ốc ác này. Các bác thấy không ạ? Cực đẹp nhá. Lý do em bảo con này là gần như mới chưa xài, mới 99% ấy, có nhìn quả chuông này. Đó. Gần như chưa ráp xích vào luôn nhá. Chưa có vết chạy nhá. Con này bên Nhật người ta chỉ mua về đổ xăng vào, người ta nổ lên thôi, đô đa xong để đấy. Chứ người ta không có cưa, gần như chưa cưa luôn nhá. Đây, làm nguyên zin nguyên bản nó nhá. Làm là làm 4 tắc nhá. Và xích con này chạy xích nguyên chung nhá, xích chung 91, xích này xích thông dụng rất đơn giản cho việc thay thế. Xích này là xích Oregon luôn nha các bác. Đó, xích cực kỳ đẹp luôn rồi. Xích Oregon này. Thấy không ạ? Xích xịn. Đó, xích này rất là dày nhá, xích này xích mới luôn rồi. Đó, rất là đẹp nhá, xích nguyên bản nhá. Đó. Làm này. Làm là làm 4 tắc nhá, làm đầu bi. Sơn xiếc của nguyên bản nhá. Đó, làm 4 tắc chiều dài cắt được khoảng 3,5 tắc. Tăng xích trên làm nha các bác. Đây là phần tăng xích nó này. Đây là phần tăng xích của nó nha các bác. Đó. Các bác có thể thấy đây, lớp sơn nó này. Thường thường nếu mà máy chạy rồi ấy, là cái lớp xích sẽ bào mất cái lớp sơn này đi. Nhưng mà gần như còn nguyên bản luôn nhá. Như làm mới luôn này, cực kỳ đẹp luôn. Này siêu mới luôn rồi. Con này là phiên bản đầy đủ nha các bác. Dòng này thì có cả thắng xích luôn. Có thắng xích nha các bác. Có thắng xích này. Đấy. ES3035 đẹp. Con này siêu mới luôn. Ốc này. Đấy, các bác thấy quả ốc cặp ốc xiên lam này. Đấy. Ốc xiên lam nguyên bản nha các bác. Đẹp keng luôn nhé. Con này mới 99% nha. Ốc này. Đấy. Chưa chạy nha các bác. Con này mới chưa chạy luôn. Con này bây giờ chỉ về đổ xăng và dùng thôi. Nòng này. 30cc nha các bác. 30cc. Con này mạnh hơn cơ tay cụt hàng mới trên thị trường. Hàng mới trên thị trường ấy, con cơ tay cụt thì sóng nó còn tương đi. Dung tích xi lanh đó là 26cc, 25cc thôi. Con này thì 30cc. Về cơ bản thì đa phần những dòng cơ tay cụt hàng bãi ấy đều khỏe hơn những dòng cưa cầu hàng mới hàng Trung Quốc nha. Đó, máy thì cực kỳ đẹp rồi, buji này. Đó, các bạn thấy không ạ? Buji nguyên bản NGK nha. Đó, tem tác đầy đủ. Công tác này, công tắc lên bật. Hàng sưu tầm nha các bác. Bác nào mà muốn con cưa hàng Nhật bãi mà mới như máy mới thì con này là sự chọn khá là phù hợp nha. Dòng này tuyệt đối rồi, dòng này có vẻ cái nước chấm nha. Đấy. Rồi, test nổ thử sơ sơ qua con này nha các bác. Con này là con cưa tay cụt hệ Echo nha. Con này nó giống y con Echo 3000. Echo CS3000T 300T nha. Nó y hệt luôn. Đồ đạc nó xài chung với nó. Và đặc biệt những dòng máy này thì tại là đồ phụ tùng là có mới nha. Hiện tại thì bên cung cấp phụ tùng cho dòng máy này là phần đa là có hết rồi. Ví dụ như chế này, lọc gió, nắp gió này, bơm nhớt là có mới nha. Piston vít tiết là có mới nha. Dòng này thì các bác thay đồ phụ tùng rất là đơn giản. Nó đã sẵn đồ. Bình xăng pha nhớt đổ trước nha các bác. Bình nhớt bôi trên nó xích đổ sau. Đấy, con này đẹp từng con ốc luôn nhá. Ốc an này. Rất đẹp luôn nhá, cực đẹp. Lâu lâu biết thế còn mới như thế này thôi nha các bác. Không phải lúc nào cũng có nhiều. Ốc chỉ căng ti với chữ T này nhá. Ốc chỉ xăng gió này. Le kéo này đóng nhá. Con này vào đi mở này. Bơm xăng phụ này. Quá mới nhá. Siêu phẩm. Rồi. Test nó thử luôn nha các bác. Thank you.
Bác nào mua con máy này thì không khác gì mua máy Nhật mới nha các bác. Trong cái đó tầm giá là vừa phải, 2,5 triệu. Đó, mua cơ Trung Quốc mà 2 triệu rồi. Con này thì 2,5 triệu nha các bác. Bao ship tặng kèm cho các bác là đầy đủ rũa và tim mở Uzi nha. Có bao lam cho góc luôn nha. Có bao lam luôn nhưng mà em rút ra rồi. Con này có cả bao lam luôn. Đó. Gần như mới nhá. Bác nào mà ok con này hợp lý thì mua sưu tầm em này, rước em này về thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0362 820 840 để đặt hàng nhá. Đó, số điện thoại em có cả Zalo. Các bác có thể liên hệ qua Zalo cũng được. Đó. Con này chỉ có một chiếc duy nhất nhá. Nhà em chỉ có một chiếc duy nhất đẹp như thế này. Máy như vậy thì vẫn có nhưng mà không đẹp bằng con này nhá. Đó. Ok. Đó. Ryobi nha các bác. ES 3035 Ryobi hệ Echo Grand. Con này giá 2,5 triệu nhá, làm tích ở đây. Con này cưa tay cụt nha, làm gia đình ok thoải mái.